Hello cả nhà nha. Và hôm nay Ngân quay lại cảnh ở nhà của Ngân trong thời gian giãn cách. Và đây là cây khế nha cả nhà. Đang du trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Cây khế nhà Ngân ước gì có con quả nó tới. Nó ăn rồi nó cho một cái túi ba gen. Chỉ cần một gen thôi cũng là đủ rồi. Nhiều trái quá mà không thấy quả nữa. Trên trời cả nhà ơi, trái nhiều lắm nè. Đó, cả nhà thấy không? Trái quá trời luôn. Đang cần có quả mà không thấy một quả nào tới hết. Buồn dễ sợ. Và đây là vườn kia. Bạc hà, rau thơm đủ loại. Dì mốt có mấy trái hẩm gầy ăn hết rồi cả nhà. Đang có hoa. Còn đây là khổ qua. Khổ qua mấy hẩm gầy hái rất là nhiều. Còn đây còn được qua mấy trái nha. Đang ra hoa. Khổ hoa. Khổ quá trong cho mau qua hết dịch cả nhà ơi. Ở nhà hả, trồng rau chăn nuôi. Đây là anh xã làm đàn bò. Anh xã này tối ngày là chỉ cắt cỏ cho nó ăn. Rồi đây là cải, cải ngọt nhà chồng. Cải ngọt chồng vừa chiết ra ngoài chồng đó cả nhà. Trên chậu xong rồi chiết xuống đây nè. Đó, chiết ra đó chồng. Đó, chồng vậy cho nó lớn. Còn chồng ở trong chậu là mình ăn nó còn nhỏ, không lớn đủ. Và đây là khổ qua rừng. Hồi nãy là khổ qua mình, ở đây là khổ qua rừng. Trái nó nhỏ, khổ rừng ta nó ăn lên thuốc đó cả nhà. Ai mà bị tiểu đường á, mình ăn nó sẽ hạ đường. Rất là tốt. Trái khổ qua rừng. Cũng đang tốt lắm, trái này ra rồi. Trồng ăn chống dịch. Trái khổ qua rừng. Khổ qua rừng. Và đây là cải. Cải đang trồng mà ăn dần dần vậy đó. Lớn này mà đang ăn. Rồi bên đây là bên trong là cái ngọt chiếc ra. Còn nhỏ nữa nè. Từ từ nó lớn lên. Đó, dây mùng tơi. Dây mùng tơi cũng đang trồng. Từ hôm đó nay nó leo. Rồi để ăn dần. Và đây là lần mới vô đậu bắp với lại cải ngọt và rau dừa. Đây là cải ngọt nha. Đó, thì mới vô lại clip này để có vườn sắp tới. Chứ giờ không biết dịch đến bao giờ mới hết được cả nhà. Mình gieo được cái nào thì mình gieo. Đây là rau dền cả nhà. Rau dền nó màu đỏ nên nó hợp với là cái màu sơ dừa nên khó thấy, quay khó thấy cũng hơn cũng là không á. Rau dền. Và đây là ai đứng bên bóng dừa tóc dài bay trong gió.